Mình là Mỹ Uyên, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Mr. Zero. Ngày David De Gea lập kỷ lục cứu thua 14 lần giúp Quỷ Đỏ hạ gục pháo thủ. Năm 2017, thủ môn David De Gea đã cân bằng kỷ lục về số lần cứu thua nhiều nhất trong mọi trận đấu tại Ngoại hạng Anh ở chiến thắng của Manchester United trước Arsenal. Nếu chấm điểm cho Lingard điểm 10 về màn trình diễn chói sáng, thì De Gea cũng xứng đáng nhận điểm 9,5 sau những tình huống cứu thua ngoạn mục. Cựu thủ môn của Atletico Madrid sở hữu tới 14 lần cứu thua trước Arsenal, qua đó cân bằng kỷ lục mà hai người đồng nghiệp Tim Krul và Manone đang nắm giữ. Cùng xem lại ngày thi đấu chói sáng của thủ thành số 1 thế giới nhé! Các bạn nhớ nhấn đăng ký kênh thứ hai của tụi mình được đăng dưới phần mô tả để ủng hộ cho tụi mình nhé! Hẹn các bạn ở các video tiếp theo! Zero7 ơi, các bạn hãy nhanh tay đăng ký vào đường link được đặt ở dưới phần mô tả để sở hữu ngay cho mình một chiếc áo siêu phẩm nhé. Manchester United từng có thời điểm phải đối mặt với câu hỏi hóc búa về tương lai của De Gea khi thủ môn số 1 của họ, người từng nhiều lần giành giải cầu thủ xuất sắc nhất năm của câu lạc bộ, thường xuyên mắc lỗi dẫn đến những bàn thua không đáng. Ở tuổi 29, De Gea lẽ ra phải ở đỉnh cao phong độ, nhưng anh có nhiều trận đấu thi đấu thiếu ổn định. Đội chủ sân Old Trafford được cho là không hài lòng với màn trình diễn của thủ thành người Tây Ban Nha và sẵn sàng bán anh nếu nhận được lời đề nghị phù hợp. Tuy nhiên, với MU, nếu như để De Gea ra đi có phải là một sự mất mát? Quay ngược dòng thời gian về năm 2011, đó là lúc mà De Gea mới gia nhập MU và có một mùa giải không ổn định. Thủ môn người Tây Ban Nha đã bộc lộ điểm yếu của mình là bóng bỏng và thường xuyên trở thành đề tài chế giễu. Người ta đã không cho rằng anh sẽ là chốt chặn đáng tin cậy trong khung gỗ của MU. Tuy nhiên, sau một mùa bóng thi đấu dưới sự chỉ đạo của Sir Alex, De Gea đã tiến bộ hơn nhiều và giành chức vô địch Premier League mùa 2012-2013. Sau đó, thủ môn người Tây Ban Nha đã vươn lên trở thành một trong những người gác đền xuất sắc nhất thế giới. Quả thực, những cổ động viên MU sẽ nói rằng De Gea là cầu thủ xuất sắc nhất câu lạc bộ kể từ năm 2013. Nói như vậy không sai, bởi có những trận De Gea thi đấu như lên đồng và gần như gánh cả đội bóng trên đôi vai của mình. Đáng chú ý là trận đấu của MU trước Arsenal trong khuôn khổ Ngoại hạng Anh diễn ra vào tháng 12 năm 2017, ngày mà De Gea thực hiện tới 14 pha cứu thua. Mời các bạn cùng xem lại trận đấu này. Đây là trận đấu mà MU đến làm khách trên sân Arsenal. Được thi đấu trên sân nhà có thể xem như lợi thế của pháo thủ. Tuy nhiên, với một cuộc đối đầu đỉnh cao thì rõ ràng sẽ không có quá nhiều yếu tố khách quan có thể tác động đến tinh thần của cả hai đội. Bước vào trận đấu, đội khách dâng cao đội hình tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc và gặt hái thành công ngay lập tức. Phút thứ tư, Valencia cướp bóng thành công ở trên sân đối phương. Anh truyền cho Pogba trước khi nhận bóng trở lại trong vòng cấm, rồi tung cú sút chìm đưa bóng qua chân của Peter Cech mở tỷ số cho MU. Phút thứ 9 là cơ hội dành cho Arsenal khi Sanchez thực hiện pha đá phạt hàng rào ở cự ly 18m chết bên cánh trái, nhưng bóng dội hàng rào của MU bật ra. Nhưng chỉ 2 phút sau, Quỷ Đỏ lại nhận được cơ hội khi pháo thủ truyền bóng sai ở giữa phần sân nhà. Bộ ba tấn công Lingard, Lukaku, Martial đã phối hợp với nhau rất nhuần nhuyễn, tạo điều kiện cho Lingard dứt điểm chéo góc chính xác, hạ gục thủ thành Chelsea và nhân đôi cách biệt cho MU. Một kịch bản ít ai ngờ tới đang xảy ra trên sân Emirates khi đội khách Man United sớm vươn lên với hai bàn dẫn trước. Sau hai bàn thắng của MU, Arsenal bừng tỉnh và bắt đầu áp đặt thế trận. Trong hiệp 1, họ liên tục dồn ép khung thành của De Gea và chỉ có sự xuất sắc của thủ thành Tây Ban Nha mới giúp MU giữ sạch lưới trong hiệp 1. Mãi tới phút 31, Arsenal mới tạo được cơ hội thực sự nguy hiểm đầu tiên. De Gea lao ra áp sát và vẫn kịp chạm tay khi Lacazette dứt điểm ngay vạch 5m. Bóng bật lên rồi dội xà ngang nảy ra. Saka dứt điểm bồi sau đó đưa bóng đi chệt cột dọc ra ngoài. Arsenal liên tục gây sức ép lên đội khách với hy vọng có bàn gỡ ngay trong hiệp 1. Những quả pháo dồn dập nã về phía khung thành MU, nhưng họ chỉ giúp De Gea thêm tỏa sáng với những tình huống bay nhảy cản phá đẹp mắt. Mesut Ozil thử vận may với một cú dứt điểm từ xa, nhưng bóng đi thẳng vào vị trí mà David De Gea đã chọn sẵn. Ngoài ra, trước khi hiệp 1 kết thúc, người gác đền của Quỷ Đỏ còn đẩy ra một cú sút xa của Kolasinac và một pha bóng suýt phản lưới nhà của Lukaku. Nhờ tài năng của De Gea, MU mới duy trì được lợi thế dẫn trước hai bàn trong hiệp đấu này.
Bước sang hiệp 2, huấn luyện viên Wenger thay người nhằm tăng cường sức tấn công cho Arsenal. Và đến phút 49, Ramsey băng sâu vào vòng cấm để nhận đường chuyền đẹp mắt từ Sanchez. Anh đỡ bóng ngược lại, làm nên đường kiến tạo hoàn hảo cho Lacazette thuận lợi dứt điểm, giúp pháo thủ rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Arsenal tràn lên tấn công, nhưng lập tức họ sớm phải giật mình trước những đợt phản công sắc lẹm của MU. Jesse Lingard đã có cơ hội để nâng tỷ số lên 3-1 cho MU vào phút 52, nhưng anh lại không thắng được Trent trong pha đối mặt. Ngay sau đó là cú đá bồi của Martial, nhưng Bellerin đã kịp thời lùi về cản phá. De Gea phải liên tiếp chống đỡ những cú sút của các cầu thủ Arsenal. Tuy nhiên, anh chơi rất ổn định với những tình huống cản phá chính xác. Chỉ trong khoảng từ phút 51 tới phút 56, thủ thành này có thêm 3 pha cứu thua nữa cho Man United. Đáng chú ý là pha bóng De Gea cản phá cú dứt điểm của Lacazette, rồi ngay lập tức bật dậy đẩy nốt cú đá bồi của Sanchez. Phút 63, MU có một pha phản công từ trung lộ. Lingard đẩy bóng ra phải cho Pogba băng súng sát đường biên ngang. Tiền vệ người Pháp lại căng ngang vào trong giúp Lingard thoải mái sút tung lưới trống, nâng tỷ số lên 3-1 cho MU. Bàn thua thứ ba này đã khiến tinh thần chiến đấu của Arsenal sụt giảm. Dù sau đó MU chơi thiếu người khi Pogba bị trút quyền thi đấu. Đó là tình huống ở phút 73 khi Pogba lao lên đuổi theo đường chuyền của đồng đội. Anh đạp cả gầm giày vào chân của Monreal và trọng tài rút thẻ đỏ. Lỗi một phần cũng bởi hậu vệ người Tây Ban Nha thực hiện cản phá kiểu nghệ sĩ khi khuỵu gối dùng cả cẳng chân để cản bóng. Pogba cho dù chạm bóng trước nhưng vẫn dẫm vào phần bắp chân của đối thủ. Tuy có lợi thế hơn người trong gần 20 phút còn lại, song Arsenal vẫn chẳng thể tìm được đường vào khung thành của De Gea thêm một lần nữa. Và tỷ số 3-1 là kết quả cuối cùng của trận đấu. Trận cầu này đã diễn ra không giống với những gì mà người hâm mộ tưởng tượng trước đó. Ngoài kết quả thì việc Arsenal chèn ép MU cả trận cũng là điều khiến người hâm mộ bất ngờ. Về mặt cá nhân, cầu thủ xuất sắc nhất trận của MU không ai khác chính là thủ môn David De Gea. Người gác đền sinh năm 1990 đã chứng tỏ khả năng siêu phàm của mình trong khung gỗ với tổng cộng 14 pha cản phá xuất thần khi phải hứng chịu tới hơn 32 cú sút của đối phương và chỉ phải vào lưới nhặt bóng một lần duy nhất. De Gea từng được ví giống như người nhện của đội chủ sân Old Trafford với những pha cứu thua xuất thần của mình. Năm 2019, anh được các chuyên gia bình chọn là người dẫn đầu trong top 10 thủ môn hay nhất thế giới. Mới chỉ mấp mé tuổi băm và còn sự nghiệp rất dài phía trước, De Gea hoàn toàn có thể vượt qua những tiền bối đi trước để trở thành một thủ môn vĩ đại. Nhưng nếu muốn làm được điều này, anh còn cần khắc phục tâm lý, tránh mắc những sai sót không đáng có và giữ được phong độ nhiều năm qua anh đã thể hiện trong màu áo của Manchester United. Nếu là fan của Tôn Ngộ Không De Gea, hãy để lại một bình luận bên dưới nhé. Cảm ơn vì đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.